Lên cho em một con Escudo Stola Mag nè, Mag thờ nè. Đó. Con này có hai lịch nha, dây là dây nóc cho em, vỏ cũng mi nóc luôn, đằng sau của nó nè, display nè mọi người ơi. Con này khóa gài thông minh nên tay nào cũng vừa, đằng này nó bị mất cái thanh ngang là không có đáng kể đâu mọi người, khi mà đeo gài vô á, là mình sẽ không thấy ha. Đó. Sao em sẽ đo và ghi rõ trên tiêu đề cho mình. Con này nam tay nhỏ, nữ tay to nha mọi người ơi. Và kim của nó là kim dạ quang, mấy cái chấm tròn nhỏ nhỏ này là đều là dạ quang hết nha. Đó. Rồi em bán con này với giá 400 cho một em Solar Master hai lịch như vậy là quá rẻ luôn, đít xoáy nha mọi người. Đó, mua hàng inbox hoặc gọi điện thoại cho bên em nha. Thời gian check đơn của bên em là từ 12 giờ trưa cho đến tối muộn nha mọi người. Đó, đẹp cực kỳ luôn, không không chơi vào đâu được.